Vài phút một lần, người dân tại phường Bắc Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh lại mở báo thanh niên ra để xem lộ trình di chuyển của đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sự kiện quốc tế nó phải... 20 km. Gần đây gần gì cả. Ngay khi biết Chủ tịch Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng tại tỉnh Lạng Sơn, những người dân này đã ra đứng ven đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội để chờ đoàn xe. Là những người dân hiếu kỳ, tôi ra tôi ngắm đoàn xe của ông Kim Jong-un thôi. Nói chung là cũng ít khi có dịp được ngắm như thế, ít khi có dịp được thế là tôi ra tôi ngắm cùng mọi người cho nó vui. Hơn 10 giờ sáng cùng ngày, đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un đã lướt qua khu vực đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đoạn qua thành phố Bắc Ninh. Hơn 8 giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2019, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un đã đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã di chuyển sang xe bọc thép chống đạn để di chuyển về Hà Nội. Và rất bất ngờ, Chủ tịch Kim Jong-un đã cho hạ kính xe để vẫy chào người dân Việt Nam đầy thân thiện. Đây được cho là một hành động chưa từng được nhà lãnh đạo Triều Tiên thực hiện trong những chuyến công du nước ngoài. Ông Kim Jong-un sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên cùng Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.